Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin chia sẻ với các bác về cái chủ đề là những điều cần biết trước khi chọn mua máy bơm quạt hơi nước. Đấy. Thì khi máy bơm của các bác mà không hoạt động thì ngoài nguyên nhân lớn nhất là do hỏng bơm ra thì nó còn một số nguyên nhân khác dẫn đến là bơm không chạy. Do đó là các bác cần kiểm tra bơm của các bác trước khi đặt mua bơm mới. Kiểm tra xem là có phải hỏng bơm không. Đấy thì để kiểm tra thì các bác cần tháo cái bơm trong quạt các bác ra. Bơm quạt hơi nước trên thị trường Việt Nam thì hầu hết là sử dụng nguồn điện 220V. Nên chỉ có một số hiếm là bơm sử dụng nguồn điện 12 hoặc 24V thôi. Đó, do vậy là trước khi test thì các bác hãy xem qua cái thông số nguồn của bơm. Đấy. Ví dụ đây, các bác sẽ xem ở trên cái nhãn thông số bơm đây. Ví dụ như con này, nó sử dụng nguồn AC 220V đến 240V. Đấy, thì để test những loại bơm này thì các bác sẽ cắt một cái đoạn cách cái rắc cắm khoảng tầm 10cm gì đấy. Sau đó là tách đôi hai dây ra và cắm ổ điện. Đấy. Trường hợp thứ nhất, nếu các bác cắm thử vào mà thấy bơm vẫn chạy thì đó là do nguyên nhân khác, không phải do hỏng bơm. Thì các bác cần kiểm tra một số nguyên nhân dẫn đến bơm không chạy trong quạt như là hỏng phao cảm biến này, lỗi cổng trên bo mạch, hoặc là rắc cắm không chắc chắn bị lỏng, hoặc là do chuột cắn đứt dây vân vân. Đấy, để kiểm tra nguyên nhân. Đấy, có trường hợp các bác là chưa kiểm tra cái bơm của mình thì đã đặt cái bơm mới rồi và khi nhận bơm mới về thì lắp vào nó cũng không chạy. Đó, bởi vì nó có phải là hỏng bơm đâu, nó nguyên nhân khác cơ. Đấy, sau đấy lại quay sang check shop là bán bơm dở với cả bơm lỗi hỏng. Đấy, nên là các bác lưu ý. Trường hợp thứ hai, khi mà các bác cắm ổ điện mà bơm nó không chạy ấy, thì chính xác nó là do bơm rồi. Các bác sẽ thao tác kiểm tra qua cái phần cơ của máy bơm đã, xem nó có bị kẹt gì không. Đấy, mình thử xử lý xem có được không. Đó, ví dụ tháo ra kiểm tra có các dị vật gì không này, hoặc là lau chùi vệ sinh, bơm dầu vào trục. Đó, do đó là cắm test lại xem nó có chạy không. Đấy, để tháo phần cơ của các cái máy bơm quạt hơi nước ra thì các bác xem ở phần cửa vào này này. Đó, nó sẽ có cái nắp đây, thì các bác giật cái nắp ở cái cửa vào này ra. Đây, em giật ra nhé. Đó, các bác cậy mạnh ra. Đó, trong nắp trong này thì nó có một cái hãm đây, các bác vặn ngược chiều kim đồng hồ để cho nó ra. Đó, nó tháo này ra và có thể cái trong cái rotor này các bác nhấc được ra nhé. Đây là nó bé, nó phải có kìm gấp ra. Đấy, tháo ra xong lau chùi sạch sẽ, nhỏ dầu vào trục và sau đó lắp lại để test thử lại. Đó, test thử lại mà nó vẫn không chạy thì là lúc đấy thì các bác cần mua bơm mới. Đó. Khi mà đặt mua bơm mới thì các bác cũng nên biết các cái thông số chính ở trên nhãn thông số bơm cũ của các bác để các bác chọn mua được loại bơm phù hợp với các cái quạt của các bác nhé. Đấy, thì trên nhãn thông số của bơm thì có những cái thông số chính như sau. Đây, em lấy con bơm 16W này. Trên nhãn thông số thì cái dòng trên cùng thì nó là tên thương hiệu bơm rồi. Thì cái này các bác không cần thiết phải giống y như cái quạt của các bác nhé các bác. Đấy, các bác chỉ cần chú ý những cái dòng như này. Đây là nguồn điện này, 220V đến 240V. Đấy, và công suất của nó là 16W. Đây, nó ký hiệu là 16 với kép đây. Cái thông số tiếp theo là Hmax, nó chính là cái khả năng đẩy cao của cái máy bơm. Đấy, thì như con này là 1,6m này. Đó. Qmax, đó là cái lưu lượng của máy bơm. Đấy, lưu lượng nước bơm đấy. Thì như con này nó là 900 lít trên giờ. Đấy. Thì thông thường thì các bác cũng chủ yếu là để ý cái thông số công suất này thôi. Vì các cái hãng bơm trên thị trường thì nếu mà cùng loại công suất thì các cái chỉ số ví dụ Hmax và Qmax này thì nó cũng tương đương nhau. Đấy. Còn tất nhiên là chọn mua được vừa đúng công suất vừa đúng Hmax Qmax thì là tốt nhất. Nhớ các bác nhé. Đây, trên thị trường thì nó có những cái loại công suất bơm phổ biến như là 5W này, 8W, 13W, 16W, 18W và 25W. Đấy, thì đối với các cái quạt của các bác dùng ấy thì có những cái quạt nó lại sử dụng bơm nó
công suất nó không có ở trên thị trường bán. Ví dụ như là 7W này, có quạt thì dùng 10W và có quạt thì dùng 15W. Thì trong cái trường hợp này thì khi các bác chọn mua bơm mới thì các bác hãy chọn cái loại công suất nó nhỉnh hơn cái công suất của các bác một chút. Đó, ví dụ như cái quạt của các bác là 7W mà trên thị trường nó không có đấy thì các bác sẽ chọn loại 8W. Đó, hoặc là cái quạt của các bác mà công suất 10W thì các bác chọn loại 13. Hoặc là quạt của các bác mà có loại công suất là 15W thì các bác có thể chọn 16. Về thay ok các bác nhé. Đấy. Một điểm lưu ý là nếu mà quạt của các bác sử dụng các loại bơm như loại bơm 4W hoặc 5W thì nó thường thiết kế là cố định bơm trong một cái khung hộp. Đó, do đó là các bác cần lưu ý đến kích thước nữa. Đấy, để mua loại nào cho nó kích thước cho nó lắp vừa cái khung hộp. Đấy, một to kích thước to hơn là cũng không lắp được. Đấy. Còn các cái loại bơm khác ấy thì nó cố định vào dưới bằng giác hút ở dưới đáy thùng thì các bác không cần quan tâm kích thước lắm. Đó, chỉ cần quan tâm thông số công suất thôi. Thêm một điểm lưu ý cho các bác nữa là một số bác thì cứ nghĩ là mua bơm to hơn, nhiều nước hơn thì cái quạt của các bác sẽ mát hơn. Nhưng mà như vậy là không chính xác đâu các bác nhé. Cái quạt hơi nước nó sẽ có độ làm mát hiệu quả nhất khi mà lượng nước bơm vừa đủ thấm toàn bộ diện tích tấm. Đó. Và khi hoạt động thì quạt nó hút gió qua tấm cooling pad. Thì lượng nước thấm ở trên tấm cooling pad nó sẽ bay hơi dẫn đến thoát nhiệt. Và cái gió thổi ra ở quạt là sẽ là gió mát nhất. Đấy. Khi mà các bác sử dụng cái bơm có công suất và lưu lượng nó lớn hơn quá so với cái bơm gốc của các bác ấy, thì cái lượng nước nó sẽ bị dư nước, nó chảy tràn lan trên bề mặt tấm. Đó. Thì khi gió hút qua thì cái khả năng bay hơi kém, dẫn đến là độ làm mát cũng kém hơn, không bằng là vừa đủ. Đấy. Hai nữa là nó dẫn đến là tràn máng và chảy ra ngoài sàn. Khi quạt hoạt động thì nó hút cả cái các cái giọt nước bắn ra phía trước. Đấy. Do vậy là các bác chọn mua bơm thì chọn mua đúng thông số, hoặc là có hơn thì nhỉnh hơn một chút thôi. Đấy. Trong trường hợp mà cái bơm cũ của các bác nó bị bong mất cái nhãn thông số, hoặc là trên cái nhãn thông số nó bị nhòe mờ hết chữ, thì lúc này các bác cần liên hệ shop, nhờ shop tư vấn. Đấy. Shop sẽ tư vấn dựa theo kinh nghiệm của từng shop. Ví dụ như là những một số các cái quạt thương hiệu nổi tiếng được sử dụng rộng rãi thì shop có thể biết được là loại quạt đấy nó sử dụng bơm nào. Ngoài ra thì bây giờ trên thị trường rất nhiều các cái thương hiệu quạt, rất nhiều model quạt cũng chỉ tư vấn được cho các bác là theo kiểu án chừng. Đấy, ví dụ như quạt các bác là 50 lít thì nó thường sử dụng loại bơm nào, loại 30 lít sử dụng loại bơm nào. Đó. Chứ không được chính xác như là khi mà mình biết cái thông số bơm cũ được các bác nhé. Trên đây là những kinh nghiệm của cá nhân em rút ra trong quá trình sử dụng và quá trình bán hàng, chia sẻ đến các bác. Các bác hãy xem và tham khảo nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nếu thấy video hay và có ích thì hãy cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.